Cuộc đua giữa các ứng viên tổng thống Mỹ tiếp tục trở nên gay cấn, nhất là trong giai đoạn hiện nay thường ẩn chứa bất ngờ và không cho phép mắc sai sót. Cả bà Kamala Harris và ông Donald Trump đều đang đổ nhiều tiền bạc, thời gian và công sức vào Pennsylvania hơn bất kỳ bang nào khác, khi các chiến lược gia hàng đầu đánh giá đây là nơi có nhiều khả năng quyết định thắng thua nhất trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Khi ứng viên Đảng Dân Chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris thúc đẩy chương trình kinh tế, bà đã đến Pittsburgh, trái tim công nghiệp của bang Pennsylvania. Khi công bố người đồng hành tranh cử, bà đến Philadelphia. Và khi lựa chọn địa điểm cho cuộc vận động đầu tiên, có sự tham gia của cựu Tổng thống Barack Obama vào ngày 10 tháng 10, bà lại một lần nữa quay trở lại Pittsburgh. Các địa điểm này đều ở bang Pennsylvania. Ứng viên Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Donald Trump cũng đã dành phần lớn ngân sách quảng cáo vào Pennsylvania và đã tổ chức nhiều cuộc vận động tại tiểu bang này hơn bất kỳ bang chiến trường nào khác kể từ khi bà Harris chính thức tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng. Trên thực tế, có tới 7 bang chiến trường chính gồm Pennsylvania, Michigan, Georgia, Wisconsin, Arizona, Bắc Carolina và Nevada. Tất cả đều đóng vai trò quan trọng để làm nên chiến thắng của bất cứ ứng viên nào. Tuy nhiên, Pennsylvania nổi bật hơn cả khi được các chiến lược gia hàng đầu của cả bà Harris và ông Trump đánh giá là bang có nhiều khả năng thay đổi cuộc bầu cử nhất. Cả hai ứng cử viên đều đổ nhiều tiền bạc, thời gian và công sức vào Pennsylvania hơn bất kỳ nơi nào khác. Số tiền quảng cáo trên truyền hình mà Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa đổ vào Pennsylvania là 350 triệu đô la Mỹ, nhiều hơn 142 triệu đô la Mỹ so với tiểu bang đứng thứ hai Michigan. Có 3 lý do khiến cả hai ứng viên đều dồn sức vào Pennsylvania. Thứ nhất là vì quy mô của bang này, 19 phiếu đại cử tri là phần thưởng lớn nhất trong số các bang chiến trường. Thứ hai, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy hai ứng viên nhận được tỷ lệ ủng hộ ngang nhau tại tiểu bang này trong nhiều tháng liên tiếp. Thứ ba, về mặt toán học, sẽ rất khó để ông Trump hoặc bà Harris đạt được 270 phiếu đại cử tri cần thiết để giành chiến thắng cuối cùng mà không thắng ở Pennsylvania. Cách biệt giữa thắng và thua ở Pennsylvania cực kỳ nhỏ. Trong cuộc bầu cử năm 2016, ông Trump đắc cử và thắng tại bang Pennsylvania. Khoảng cách này chỉ là 44.292 phiếu, còn ít hơn số ghế tại sân vận động bóng bầu dục Pittsburgh Steelers. Nếu chúng ta thắng ở Pennsylvania, chúng ta sẽ thắng toàn bộ. Ông Trump phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử gần đây ở bang này. Điều khiến Pennsylvania trở thành bang chiến trường khốc liệt đối với cả hai đảng là sự kết hợp đáng chú ý giữa các yếu tố nhân khẩu học và địa lý của tiểu bang này. Đây là nơi có các trung tâm đô thị như Philadelphia, tập trung đông đảo cử tri da đen, nguồn sức mạnh quyết định của Đảng Dân Chủ. Bang này cũng có các vùng ngoại ô phát triển nhanh, với cư dân chủ yếu là những người da trắng có trình độ học vấn cao, nhưng Đảng Cộng Hòa đã mất dần sự ủng hộ trong những năm ông Trump cầm quyền. Pennsylvania có những thị trấn công nghiệp đang gặp khó khăn, nơi ông Trump cần tối đa hóa số phiếu bầu của mình, và những thành phố nhỏ hơn đang bùng nổ dân số người nhập cư gốc Latin mà bà Harris muốn mở rộng tầm ảnh hưởng. Pennsylvania cũng có một lượng lớn dân số nông thôn, mặc dù đang giảm dần. Những cử tri da trắng không có bằng đại học, những người ủng hộ trung thành của ông Trump vẫn chiếm khoảng một nửa số phiếu bầu. Pennsylvania gần như là một phiên bản thu nhỏ của nước Mỹ. Phó Tổng thống Đảng Dân Chủ bang Pennsylvania Austin Davis cho biết. Chiến dịch tranh cử ở Pennsylvania diễn ra khốc liệt. Phía bà Harris đang chạy quảng cáo trực tuyến nhắm mục tiêu đến các cử tri ở các khu vực đông người gốc Tây Ban Nha ở miền đông Pennsylvania và các quảng cáo có sự góp mặt của những thành viên Đảng Cộng Hòa bỏ phiếu cho bà trên 130 đài phát thanh nông thôn. Theo một thành viên trong ban chiến dịch của ông Trump, cựu Tổng thống đã cử người đồng hành tranh cử, thượng nghị sĩ J.D. Vance, bang Ohio, đến nhiều điểm dừng chân ở Pennsylvania hơn bất kỳ nơi nào khác. Bang này cũng là nơi ông Trump tổ chức cuộc gặp độc quyền với Sean Hannity trên Fox News. Ngày 2 tháng 10, ông Trump trở lại Pennsylvania để tham gia hai cuộc vận động tại Scranton và Reading. Đây là cuộc vận động thứ 8 và 9 của ông tại bang này kể từ khi bà Harris tham gia cuộc đua. Trong khi cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump vẫn chưa xuất hiện tại bất kỳ chiến dịch vận động tranh cử nào,
chồng của bà Harris, ông Todd Emhoff, đã uống một cốc bia trong khi xem một trận bóng bầu dục gần đây ở vùng ngoại ô Philadelphia và phát biểu tại một buổi hòa nhạc vận động bỏ phiếu tại Pittsburgh. Cả hai bên đều cố gắng làm hài lòng các nhà hoạt động và quan chức chủ chốt của bang Pennsylvania. Không phải ngẫu nhiên mà tại Đại hội Toàn quốc của cả Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ, các đại biểu đến từ Pennsylvania được xếp ngồi ở vị trí tốt và chỉ sau các đại biểu từ tiểu bang quê hương của ứng cử viên. Pennsylvania là trung tâm của vũ trụ. Griff Maloney, người dẫn đầu nỗ lực vận động cử tri Cộng hòa bỏ phiếu qua thư tại tiểu bang này cho biết. Phó Thống đốc Austin Davis cho biết, trong lần gần đây nhất, ông gặp bà Harris. Ông đã nói đùa rằng bà Harris nên thuê một căn hộ ở tiểu bang này. Phó Tổng thống đương nhiệm chỉ cười, nhưng thực tế trong tháng 9, bà Harris đã đến Pennsylvania 3 ngày một lần. Tần suất đáng chú ý đối với một tiểu bang chiến trường. Thống đốc George Shapiro, dù không được chọn làm ứng cử viên phó tổng thống của bà Harris, nhưng ông đã xuất hiện nhiều lần để ủng hộ bà, bao gồm cả tại cuộc vận động ở Wilkes-Barre, tại buổi khởi động chuyến tham quan bằng xe buýt ở Philadelphia và tại một sự kiện khác với nhà văn Sonda Rhimes ở vùng ngoại ô Philadelphia. Theo chiến dịch của bà Harris, hiện bà Harris có hơn 400 nhân viên được trả lương tại hơn 50 văn phòng ở tiểu bang này. Chiến dịch của ông Trump từ chối bình luận về đội ngũ nhân viên tại Pennsylvania, nhưng cho biết họ có hơn 20 văn phòng tại đây. Hiện tại, Pennsylvania là tiểu bang duy nhất mà Đảng Dân Chủ kiểm soát một viện của cơ quan lập pháp tiểu bang và Đảng Cộng Hòa kiểm soát viện còn lại. Cách biệt ở Hạ viện của tiểu bang là một ghế duy nhất. Tiểu bang này cũng là nơi diễn ra một trong những cuộc đua vào thượng viện tốn kém nhất ở Mỹ và hai ghế Hạ viện cạnh tranh quyết liệt có thể thay đổi quyền kiểm soát quốc hội. Đảng Dân Chủ lạc quan rằng họ đã giành chiến thắng trong các cuộc đua quan trọng cho chức Tổng thống và Thượng viện trong những năm gần đây, bao gồm cả năm 2022. Nhưng Đảng Cộng Hòa cũng lạc quan không kém vì bang này ghi nhận số lượng cử tri đăng ký chuyển sang ủng hộ GOP tăng mạnh. Khi ông Trump giành chiến thắng tại Pennsylvania năm 2016, số người ủng hộ Đảng Dân Chủ nhiều hơn số người ủng hộ Đảng Cộng Hòa khoảng 916.000 người. Tính đến 7 tháng 10, con số này đã giảm xuống còn 325.485 người. Đầu năm nay, một trong những quận ngoại ô cạnh tranh nhất ở Philadelphia, quận Bucks, đã nghiêng về phía Đảng Cộng Hòa, tính theo số lượng cử tri đăng ký. Đến tháng 9, quận Luzerne, ngoại ô Scranton, đã trở thành quận mới dịch chuyển sang Đảng Cộng Hòa. Một yếu tố X là tác động của vụ ám sát hụt nhằm vào ông Trump ở quận Butler hồi tháng 7 năm nay. Trong các cuộc phỏng vấn, một số người ủng hộ ông Trump dự đoán vụ việc có thể thúc đẩy cử tri ủng hộ ông Trump đi bỏ phiếu nhiều hơn.